Bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long đang có diễn biến phức tạp, so với số ca mắc tăng nhanh, số ca bệnh nặng cũng đã tăng so với cùng kỳ. Nhằm kịp thời khống chế, không để dịch bùng phát, ngành y tế tỉnh cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, tình hình bệnh nhi sốt xuất huyết nhập viện tiếp tục tăng cao. Nếu trong tháng 6 năm 2022, tại khoa tiếp nhận hơn 30 trường hợp bệnh nhi sốt xuất huyết, thì trong tháng 7 vừa qua, số lượng tiếp nhận đã tăng hơn 2 lần, trong đó đáng lưu ý có hơn 15 ca chuyển nặng phải truyền dịch, chống sốc. Một số ca trẻ thừa cân, béo phì, tổn thương đa cơ quan phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Hiện nay thì sốt xuất huyết số lượng tăng rất là nhiều. Thì do đó đối với cái khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì chúng tôi có chuẩn bị, thứ nhất là cơ số về chuẩn bị về thuốc, các cái dịch truyền cũng như các cái loại cao phân tử để đáp ứng cho cái tình hình số lượng bệnh sốt xuất huyết gia tăng hiện nay. Tính đến đầu tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận trên 1.400 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có gần 40 ca bệnh nặng và 2 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc cao gấp 4 lần và tăng 2 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh phát hiện 283 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ. Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh, địa phương đang triển khai các biện pháp dập ngay các ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ trên địa bàn bằng cách phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành mang mầm bệnh, tổ chức chiến dịch diệt muỗi long quăng ở gần 30 xã phường có nguy cơ. Mà mình không xử lý thì nó sẽ lây lan rất là nhiều trên cộng đồng. Thì nếu mà phát trên địa bàn mà phát hiện mà một ca sốt xuất huyết thì tiến hành là báo về chính quyền, rồi tiến hành là phun thuốc, rồi kết hợp với ban ngành đoàn thể thì vận động rồi phun thuốc là ngay để dập dịch. Thì chủ yếu là vệ sinh sạch sẽ trong khu vực, rồi thứ hai là ngủ mùng, thứ ba là đừng có để nước động mấy cái lu hũ lăng quăng, để đừng có lăng quăng trong đó thôi. Là chúng tôi làm cho sạch sẽ. Tỉnh cũng đã có tổ chức nhiều cái việc để thực hiện làm sao mà giảm cái tỷ lệ mắc cũng như là giảm cái tỷ lệ nặng tử vong trên địa bàn tỉnh, bằng cách là chúng tôi tổ chức những cái đợt giám sát vector, giám sát huyết thanh, rồi tổ chức tập huấn cho cả hệ thống từ tỉnh đến huyện đến xã về cái công tác giám sát, về cái công tác điều trị. Vấn đề nữa là chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền, truyền thông để người dân hiểu khi mà mắc sốt xuất huyết thì mình sẽ điều trị như thế nào, bằng cách là các cái hướng dẫn trên các loa đài báo và các cái băng rôn áp phích ở tất cả các cái trạm y tế. Dự báo tình hình bệnh sốt xuất huyết sẽ còn phức tạp, chiều hướng ca bệnh sẽ tăng trong tháng 8, tháng 9 tới. Do đó, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long tăng cường hệ thống giám sát bệnh sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế, thực hiện phân tầng điều trị theo quy định, đồng thời tập trung xử lý ổ dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ngành tiếp tục triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng ở các xã phường có nguy cơ, qua đó tuyên truyền người dân cần thực hiện tốt những biện pháp phòng và diệt muỗi lăng quăng trong giai đoạn dịch bước vào mùa cao điểm, thường xuyên theo dõi sức khỏe để khám và điều trị kịp thời khi mắc bệnh, tránh diễn biến nặng.